Ngày 2 tháng 6, tại các chốt kiểm soát ở quận Gò Vấp đã không còn xảy ra tình trạng ùn ứ như hai ngày trước. Điều này xuất phát từ việc quận thay đổi cách thức kiểm tra, trong đó tổ chức phân luồng từ xa cho xả trạm vào khung giờ cao điểm, tổ chức kiểm tra ngẫu nhiên. Ngoài ra, người dân nắm bắt thông tin đầy đủ hơn và khai báo y tế điện tử từ trước, chuẩn bị sẵn các giấy tờ liên quan, nên khi đến chốt kiểm soát mau chóng được giải quyết, tiếp tục hành trình. Đến 8 giờ 30 cùng ngày, tình hình giao thông ở các trạm tương đối ổn định. Tại chốt kiểm soát trên đường Nguyễn Kiệm khá thông thoáng, lực lượng chức năng chuẩn bị mã QR code cỡ lớn để người dân thực hiện khai báo y tế cho nhanh. Mọi ngày đi qua đây phải khai báo, tình hình giao thông thì nó giảm nhiều hơn những ngày trước. Chung giao thông nên đi thấy thì cũng ổn, mọi người đi cũng trật tự, không có dồn giống như hôm qua. Tại chốt kiểm soát Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, trong sáng nay đã tăng cường thêm lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ người dân thực hiện khai báo y tế. Tụi em sẽ hỗ trợ về vấn đề khai báo y tế, để cho người dân, những người dân nào chưa khai báo, tụi em sẽ cho người dân khai báo y tế để được bên lực lượng chức năng kiểm tra, xong rồi sẽ qua trạm. Nếu mà người dân chúng ta, những anh chị mà đi làm ở công ty thì sẽ có giấy của công ty hay là giấy của cơ quan tại công ty để xác nhận là đi làm. Thì ở bên đây tụi em sẽ xem và nếu đúng với thì tụi em sẽ cho qua kèm với khai báo y tế. Trước đó, chiều ngày 1 tháng 6, sau chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức, quận Gò Vấp đã triển khai giải pháp thay đổi phương thức lập chốt và điều chỉnh phương án kiểm soát tại các chốt. Trong đó, không tổ chức chốt chặn vào hai khung giờ cao điểm từ 6 giờ đến 8:30 và từ 17 giờ đến 19:30. Sau hai khung giờ này, lực lượng tại 10 chốt kiểm soát sẽ tiến hành chốt chặn, kiểm tra từng người, phương tiện xe cộ qua chốt.